chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục điểm tin cuối tuần hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Ngọc Lặc. Trong chuyên mục điểm tin cuối tuần hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số tin đáng chú ý được phát trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, thực hiện công tác bầu cử tại huyện Ngọc Lặc đã diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 tại đơn vị bầu cử số 5 huyện Ngọc Lặc. Tại buổi tiếp xúc, những người ứng cử đại biểu Quốc hội đã trình bày về chương trình hành động của mình. Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ quan tâm đến chế độ chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để xóa khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền, quan tâm đến giáo dục và đào tạo và cơ sở vật chất cho các trạm y tế xã, cũng như công trình hồ đập phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện tốt hơn nữa cho phụ nữ vì sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ, tích cực tham gia cùng với Ban Thường vụ huyện ủy Ngọc Lặc mời gọi đầu tư để xây dựng Ngọc Lặc sớm trở thành thị xã. Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ tích cực tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, đại diện cử tri đã hoan nghênh các chương trình hành động rất cụ thể của từng ứng cử viên, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn rằng những người ứng cử đại biểu Quốc hội sau khi trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình, thường xuyên đi sâu đi sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, phản ánh tới Quốc hội, chính phủ và các cấp các ngành. Trong đó, tập trung vào một số lĩnh vực như tiếp tục quan tâm đến chế độ chính sách cho người có công, ưu tiên cho việc đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, miền núi, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Cũng trong tuần qua, các ứng cử viên Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện đã tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử. Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 6. Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã đưa ra chương trình hành động của mình. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, sẽ làm tốt một số nội dung, đó là thực hiện tốt chính sách xã hội, thực hiện tốt nghị quyết 09 của tỉnh ủy Thanh Hóa, hoàn thiện mạng lưới y tế, chăm sóc sức khỏe của người dân. Bên cạnh đó, các ứng cử viên cũng tích cực đóng góp xây dựng chủ trương, chính sách, đề xuất các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chính sách bảo vệ môi trường song song với phát triển kinh tế, quan tâm tới lợi ích thiết thực của người dân. Tại hội nghị, các cử tri đánh giá cao các chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ thực sự là người đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân, quan tâm giải quyết các vấn đề quan trọng của địa phương. Thay mặt các ứng cử viên, ông Đỗ Quốc Cảnh, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, cảm ơn các cử tri của huyện Ngọc Lặc và hứa nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các ứng cử viên sẽ cố gắng thực hiện tốt các chương trình hành động của mình, có nhiều đóng góp xây dựng quê hương Thanh Hóa để xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri đã bầu chọn. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong tuần qua, tại các đơn vị bầu cử, các ứng cử viên Hội đồng nhân dân huyện đã tiếp xúc cử tri. Tại đơn vị bầu cử số 2, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Các ứng cử viên sẽ luôn gần gũi, gắn bó mật thiết và thường xuyên lắng nghe các ý kiến của cử tri, đề xuất với huyện cũng như các ngành quan tâm giải quyết nhiều vấn đề của cử tri, hết sức quan tâm. Đó là nguồn lực xây dựng và nâng cao chất lượng xã nông thôn mới, vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, tài nguyên, trật tự xây dựng, giải quyết việc làm, phấn đấu xứng đáng là người đại diện trung thành, tin cậy cho ý chí, nguyện vọng, quyền và làm chủ của nhân dân. Tích cực phối hợp với các cơ quan giải quyết ý kiến cử tri, đặc biệt các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, quán triệt cho người thân, tích cực tham gia chống tiêu cực để góp phần xây dựng xã. Tại đơn vị bầu cử số 3, sau khi nghe chủ tọa hội nghị giới thiệu tóm tắt tiểu sử quá trình công tác giữa những người ứng cử Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã trình bày trước đông đảo cử tri về chương trình hành động của mình. Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, sẽ phát huy năng lực, trí tuệ, phấn đấu làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, gần gũi nhân dân và tiếp thu ý kiến kiến nghị, phản ánh đầy đủ nguyện vọng cử tri đến các kỳ họp. Trong đó quan tâm đến vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân, tạo công ăn việc làm cho người nông dân,
nhất là sau khi đô thị hóa, diện tích đất sản xuất của người dân bị thu hẹp, cần được tạo điều kiện cho nông dân được học nghề, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi, tích cực tham gia quyết định các vấn đề của huyện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tại đơn vị bầu cử số 1, trong không khí dân chủ, cởi mở, đa số cử tri đều bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử phải thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để nắm bắt tình hình thực tiễn, mang tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân đến với cơ quan chức năng để kịp thời xem xét và giải quyết. Tại đơn vị bầu cử số 7, đại diện các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tiếp thu và chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của các cử tri, coi đây là tầm năng để giúp bản thân các đại biểu xem xét giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đảng cử dân bầu. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh công tác chuẩn bị bầu cử, trong tuần qua, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức lễ phát động vì an toàn thực phẩm năm 2016. Tháng hành động năm nay có chủ đề tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau thịt an toàn. Chính vì thế mà mục tiêu chính của tháng hành động vì chất lượng an toàn thực phẩm năm 2016 là nhằm giải quyết căn bản bức xúc nổi cộm hiện nay là sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giảm thiểu rõ nét mức tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả, tồn dư hóa chất, kháng sinh trong thịt lợn, thịt gà, thủy sản nuôi, tạo niềm tin cho người tiêu dùng thực phẩm nông sản, thủy sản, đồng thời nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân trong việc sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn, tăng cường công tác thanh kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán thực phẩm, đặc biệt là các chợ cung ứng rau thịt, nông sản, giảm thiểu ngộ độc thực phẩm từ rau thịt mất an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, nhằm mục đích nâng cao nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho cán bộ tư pháp xã, thị trấn và hòa giải viên cơ sở, Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban dân huyện Ngọc Lặc tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp luật cho hòa giải viên cơ sở. Tại hội nghị tập huấn, các chuyên viên Sở Tư pháp tỉnh đã phổ biến những nội dung cơ bản về luật hôn nhân gia đình, luật hòa giải cơ sở, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho hòa giải viên cơ sở và cán bộ tư pháp hộ tịch của huyện Ngọc Lặc, nâng cao kỹ năng nhất là trình độ nghiệp vụ, tuyên truyền, động viên nhân dân trong công tác hòa giải, làm tốt công tác hòa giải, giải quyết tốt các tranh chấp mâu thuẫn nhỏ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo đà cho phát triển kinh tế. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương mục điểm tin cuối tuần hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Ngọc Lặc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương mục sau.